Xin chào các bác, em bên shop Đồng Đông Sơn đấy ạ. Hôm nay em xin giới thiệu với các bác bộ đôi đèn thờ rồng phượng màu highlight tím. Đây là đôi đèn rồng phượng màu highlight tím được xuất xứ tại làng nghề Đúc Đồng của bọn em. Đây các bác dòm này. Em để xuống để cho các bác dễ xem nhé, tay em cầm một tay ạ. Đây các bác dòm này. Các bác dòm kỹ từng đường vân ở chính giữa đèn này. Bên trong là bóng đèn, bên ngoài là đường vân nổi. Đèn rồng phượng mà, đương nhiên là đường vân của nó sẽ là rồng và phượng rồi. Đây các bác dòm này. Rồng phượng rất là đẹp ạ. Đèn này cắm điện cho nên là sáng cũng rất đẹp nha các bác. Nó khác đèn dầu mình là nó cắm điện và nó đẹp hơn đèn dầu rất là nhiều. Đây các bác xem này. Từng đường vân. Đây là màu highlight tím. Nhìn rất sáng bóng và rất tôn bàn thờ nhà mình. Màu tím sáng và thêm ít màu vàng là nhìn nó rất là sang trọng. Đấy các bác xem này. Đây là trên mũ. Nắp mũ. Rất là đẹp luôn. Đấy các bác xem này. Đấy. Rất là đẹp nha. Đấy dưới mũ. Đây là dưới đáy nha bác. Dưới đáy là chân cắm điện thôi. Đó. Đèn này rất là sáng đẹp luôn. Đèn này dành cho bàn tầm trung nha bác. Với chiều cao là 43 cm. Cân nặng của một đôi đèn này là 5,2 kg. 5,2 kg cân nặng của một đôi đèn rồng phượng. Đấy, đây là màu tím. Màu rất là sáng bóng, tôn bàn thờ. Bên em còn rất nhiều màu khác. Đấy, rất là nhiều màu khác luôn. Em đứng hơi ngược sáng cho nên quay hết cho các bác thì nó lóa lắm. Đấy. Đấy, thế là các bác xem đấy. Đấy. Đôi đèn thờ này lên cắm lên bàn thờ sáng đẹp mà ánh sáng thì thường mang ý nghĩa là dẫn lối cho mình, xua đuổi tà ma, dẫn lối, mang đến sự thông minh, biểu hiện của sự thông minh. Đấy. Nên bác nào mà muốn mua thì để lại số điện thoại cho em hoặc liên hệ với em qua số điện thoại 0836 173 950. Em cảm ơn các bác đã xem video. Em chào các bác ạ.